Kính chào tất cả các anh em ghé thăm kênh Review Audio. Hôm nay em giới thiệu đến nhà mình một chiếc đài đến từ thương hiệu Sony, một thương hiệu quá quen thuộc nổi tiếng ở trên thị trường, được rất nhiều các anh em quan tâm yêu thích. Đặc biệt chiếc đài này được thiết kế độc đáo, chơi đa năng, chất âm hay. Trong này thì đánh hay như một bộ dàn các bác nhá. Đây là chiếc ZS6 của hãng Sony, hàng từ Nhật về đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài, chưa dùng tại Việt Nam. Máy được trang bị một khay đĩa CD ở phía trước. Đĩa CD đọc rất tốt, đọc nhanh, nhạy, không kén đĩa. Và trên này còn được trang bị tới hai cử băng cassette. Và điều đặc biệt là cả hai cử băng cassette đều có chế độ auto divert, chạy hai chiều không cần lật mặt băng. Rất đẳng cấp, chơi chuyên nghiệp, tiếng chuẩn, âm hay. Phần sau em sẽ test chi tiết tất cả các chức năng cho các bác cùng trải nghiệm chất âm. Và một chức năng không thể thiếu trên một chiếc đài đó là có cái phần radio sóng FM. Chiếc này lên đến 108, mặt full đài Việt Nam, sóng sạch, nét căng. Ngoài ra máy còn có cổng line in để kết nối máy tính, điện thoại. Chúng ta nghe nhạc trên chiếc này thì rất hay rồi, thì đánh như một bộ dàn. Có cả cổng line out để xuất tín hiệu đến những bộ dàn lớn hơn. Và điều đặc biệt các bác thấy này, máy được trang bị một cái bệ đờ rất là vững chắc. Và cái đế này chúng ta có thể di chuyển bằng điện với hai nút bấm ở đây, giúp chúng ta có thể điều hướng được các bác thấy này. Đấy, chúng ta có thể điều hướng âm thanh theo cái sở thích của từng người nghe ở mỗi một không gian khác nhau. Chúng ta có thể quay trái, quay phải với bằng một cái nút bấm chính điện ở đây. Một cái đế rất là đẹp và lại được chỉnh điện, trông nó rất là đẳng cấp luôn các bạn. Máy về có cả điều khiển nha, nhưng mà điều khiển này hư rồi các bác, không dùng được. Thôi thì em tặng cho các bác làm kỷ niệm, chúng ta có thể là trưng bày. Về phần máy thì tất cả là đẹp xuất sắc, hoạt động hoàn hảo, tất cả mọi chức năng trước sau trong ngoài đều rất là xuất sắc luôn. Dòng này thì đúng nghĩa là chơi đa năng, tiếng hay. Và giá thành thì rất hợp lý, chỉ có vài triệu đồng thôi. Bác nào quan tâm thì liên hệ sớm với em nhé. Bây giờ em sẽ quay mặt sau các bác cùng nhìn ngắm, sau đấy em sẽ test chi tiết tất cả các tính năng luôn. Đây là mặt phía sau các bạn. Đầu tiên chúng ta nhìn phần chân đế, tất cả rất là đẹp nhé. Đây nguồn zin theo máy này. Đấy, Made in Japan. Cái phần chân đế model của nó là SVWI1. Đấy, chân đế. Còn ở đây là phần thân máy, có nắp pin luôn. Mở nắp pin các bác cùng ngắm. Ôi nắp pin này, các bác thấy cái chấu pin được làm dạng bằng đồng, nó còn vàng ươm. Đây, chấu pin này được làm bằng đồng nhá, chứ không phải bằng thép. Thế nên là nó vàng ươm luôn, rất là đẹp. Ở đây chúng ta có 3 cổng kết nối. Thứ nhất là cổng mic, ở giữa là cổng line in, và ngoài cùng bên phải là cổng line out. Line in để các bác có thể kết nối máy tính điện thoại nhá. Bắt đầu mua máy em tặng luôn dây kết nối với máy tính điện thoại, chúng ta nghe nhạc chơi rất hay. Em đang zin theo máy này, sáng choang. À, rất đẹp. Tuyệt vời luôn. Tất cả là đẹp long lanh các bác nhá. Em mời các bác cùng trải nghiệm chất âm qua phần băng cassette trước, chúng ta sẽ nghe cửa A này trước nhá. Các bác cùng lắng nghe chất âm dòng này thì rất là tuyệt vời luôn, rất là hay ạ. Tiếng đánh như một bộ dàn và chúng ta có thể nghe hai chiều không cần lật mặt băng. Em test luôn cử B nhé. Chúng ta bấm chữ AB này. Trên máy đang hiển thị là đang nghe ở cử A. Chỗ này chúng ta chuyển sang cử B. Đó, cử B. Mời các bác cùng thưởng thức chất âm của cử B này nhé. Đây, em sẽ bấm play này. Đó. Hà Nội, cái gì cũng rẻ.
chỉ có đắt nhất, bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có quý nhất tình người thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có quý nhất tình người thôi. Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ấy. Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia ơi bia. Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ, lội dòng sông phố. Chúng ta đã nghe chiều còn lại. Con sao thì chung của mẹ thương anh, con sao đứt ruột chờ mong của chị. Anh em mình thấy là hai cử băng cassette đều chơi rất tốt, tiếng hay chuẩn. Nghe băng cassette rất là tuyệt vời nha, có một cái gì đó rất đặc trưng mà chúng ta khó có thể tìm thấy trên những định dạng khác. Còn bây giờ thì em sẽ mở phần CD, CD chúng ta bấm vào đây. Mời các bác cùng trải nghiệm chất âm qua đĩa CD nhé. Đấy, mắt đọc rất là nhanh. Em bấm qua bài này nhé. Đó, giả sử em chọn bài số 10 đi. Nghe bài số 9 đi các bạn này. Đấy. Mắt đọc cực kỳ tốt nha. Các bạn thấy là em bấm rất nhanh, buông tay cái là đĩa nhận bài ngay lập tức. Volume ở đây mà. Đó. Tiếng cực kỳ tốt luôn. Em bấm chuyển bài khác nha. Đấy, và lại buông tay cái đọc ngay các bạn thấy không? Tiếng rất tốt, đĩa đọc nhanh. Nhiều. Dù anh có nghèo yêu vẫn còn
các bác thấy là chất lượng âm thanh rất tuyệt vời. Em khẳng định các bác là chiếc này chắc chắn sẽ làm hài lòng kể cả những đôi tai khó tính nhất. Đặc biệt chúng ta mở lớn hết volume vẫn không bị rè tiếng ha, không bị vỡ tiếng. Tiếng đánh rất là chắc, gọn, âm thanh hay. Tất cả các chức năng bao gồm cả đĩa CD và băng cassette đều chạy rất là tốt. Bây giờ em sẽ test phần radio. Radio, đây em mở phần radio băng ở đây. Về và tươi hẳn lên. Được tiếp xúc với rất nhiều học viên từ già đến trẻ này, từ những người làm nội trợ cho đến dân văn phòng. Chúng ta bấm giữ, xong chúng ta buông tay. Khi nào mà máy bắt được kênh thì máy sẽ tự động buông tay. Bấm giữ. Con này là 6FM108 cho nên là con để bắt full tất cả các bài. Anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nghiệp bước qua. 5 khách hàng đầu tiên đặt hàng thành công trong thời gian phát sóng của chương trình. Khi khách hàng mua 3 hộp nano đông trùng hạ thảo hỗ trợ bổ gan, bổ thận, bổ phổi sẽ được tặng thêm một hộp sữa non nano đông trùng hạ thảo trị giá là 490.000 đồng, một hộp trà thảo mộc vương. Là 1800 1178. Để chứng minh cho hiệu quả và chất lượng sản phẩm, Kings Up còn cam kết hoàn tiền 100% nếu không hiệu quả sau 2 tháng sử dụng. Tín hiệu. Câu chuyện văn hóa. Bắt được rất nhiều đài luôn các bạn. Các bạn nhớ là 6FM108 nhé. Cho nên là chúng ta bắt được tất cả các đài. Nghệ sĩ ưu tú. Kiến trúc chứa đựng trong mình. Đốt nguồn đây các bạn này. Rồi, một chiếc đài đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài của hãng Sony ZS6. Tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, rất đẹp mắt luôn. Tiếng hay, đánh như một bộ dàn chuyên nghiệp. Bạn nào quan tâm thì vui lòng liên hệ sớm giúp em nhé. Vẫn là số điện thoại quen thuộc 0916 950595. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.